Phật, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô trong buổi tối đầu tiên, pháp thoại đầu tiên của khóa tu mùa thu năm nay. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày hôm qua trên đường bay đến đây thì pháp hòa mới biết là chính phủ Mỹ mấy ngày nay sắp đau. Và pháp hòa ngồi nói thầm, ủa sao mình không được sắp đau? Tức là mình phải làm việc. Thì nói như vậy á, để rồi có hòa thương với đại chúng á, cái cuộc sống của mình là mỗi ngày á, thì chúng ta có cái cuộc sống ăn mặc, rồi thì nếu mình ứng xử theo đời, theo thế gian, thì có bất cứ một cái chế độ chính trị như theo Bát Đại Nhân Giác Kinh Đức Phật nói đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có một cái điều không thay đổi ở nơi tất cả chúng ta, đó là sự tu. Cái đó là mình phải để ý. Cuộc đời có thể thay đổi, tâm con người thay đổi, thân thể, thể xác tứ đại của chúng ta thay đổi, nhưng mà cái sự tu học, cái sự nghiệp tu hành của chúng ta không có thay đổi. Mà pháp hòa hay ví dụ, người sống ở đời, một là ăn, hai là uống, ba là làm, phải không? Phải làm, phải ăn uống. Thì cái làm của mình á, cũng giống như học, có thể ngưng làm. Học thì cũng có thể ngưng học. Nhưng mà rồi cái làm việc của mình á, cũng giống như là mình sống á, mình có thể nhịn ăn, mình không thể nhịn uống. Có thể một ngày mình nhịn ăn, nhưng mình không thể thiếu nước, vì trong cơ thể mình tới 75% nước. Thì làm việc á, mình có thể ngưng làm việc, nhưng mà mình không có thể cái ăn ấy, và cái ăn và cái làm việc nó giống nhau. Còn cái uống nước thì cần, thì cũng giống như học, học cũng giống như uống nước, cần học. Làm thì có thể ngưng làm, học thì không thể ngưng học. Nhưng mà rồi quan trọng hơn nữa, nước thì có thể tạm ngưng một ngày cũng được, nhưng mà không thể ngưng thở. Ngưng thở chết mất còn gì, thì mình cũng thể không thể ngưng tu. Giữa cái người tu của mình đặt cái học với cái tu lên trên, nhưng mà nếu giữa tu và học á, tu nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại vì mình học á, thì nó bồi bổ cho cái trí thức của mình, cái hiểu biết của mình. Nhưng mà mình phải có tu, tại vì cái tu á, thì cái trí tuệ nó phát. Còn học đó là nó bồi bổ cái trí thức, học hiểu. Trí thức đó là những cái học hiểu, còn tu trí tuệ nó phải. Thì lần này Pháp Hòa về đây để thăm đại chúng và cùng với đại chúng có một cái ngày tu học, có một ngày cho mình hơn. Đặc biệt năm nay là mình bắt đầu từ chiều thứ Sáu.
Và có cái là một điều của quả rất là vui ấy, là hôm nay mặc dù là chiều thứ sáu ngày đầu của khóa tu, nhưng mà đại chúng cũng đã hiện diện đông đủ như vậy để nó nói lên cái sự nó nói lên cái sự tinh tấn và cái sự ham tu. Để đại chúng nhớ như vậy: học, làm, tu, phải không? Làm việc nè, học nè, tu. Cũng giống như người đời là làm việc, uống nước, ăn á, ăn như học, ngưng ăn được, ngưng học được, rồi ăn với lại làm việc giống nhau, uống nước với lại học, tu với thở, không thể ngưng thở, mình không thể ngưng tu, mình cần uống nước cũng giống như mình cần học, còn cái chuyện mình ăn mình có thể nhịn được một bữa hai bữa cũng sao. Ngày mai bắt đầu chúng ta học kinh. Có quà tranh thủ là cứ mỗi một khóa tu như vậy là tìm một bài kinh để mình cùng học với nhau. Và tối hôm nay thì chúng ta chưa bắt đầu học kinh, mình nói cái chuyện Phật pháp một chút xíu. Đại chúng biết là trong Phật giáo mình, đệ tử Phật á, nói gọn á, thì có hai chúng. Nói gọn thì có hai chúng là tại gia với xuất gia, hay là mình nói là chúng tu người nam, chúng nữ. Còn bây giờ mình gọi là tại gia với xuất gia là mình nói gọn. Nói trung bình mình có 5 chúng, nói rộng có 7 chúng. Giờ nói gọn là hai là xuất gia với tại gia, phải không? Bây giờ mình chia chẻ ra một chút nữa đó. Trong hai cái xuất gia với tại gia này nè, phải không? Chúng ta có 5 chúng, gồm có sa di, sa di ni, tỳ kheo ni, cư sĩ, hay là thức xoa. Nếu mà chúng xuất gia thì có 5 chúng, chúng xuất gia của Phật có 5 chúng: sa di, sa di ni, tỳ kheo ni và thức xoa. Thức xoa nói đủ là thức xoa mana, mình nói tắt là thức xoa. Rồi nói rộng là 7 chúng thì thêm 2 chúng nữa, đó là chúng cư sĩ nam, chúng cư sĩ nữ, 7 chúng. Còn 5 chúng là 5 chúng xuất gia, còn gọn 2 chúng thì tại gia và xuất gia. Nhưng mà bất cứ một cái chúng nào thì cũng cần phải thọ giới mà tu. Ví dụ bây giờ nói cư sĩ trước đi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ căn bản thọ mấy giới? 5 giới. Rồi có thể thọ giới gì nữa? Bát quan trai giới, thập thiện giới, tại gia bồ tát giới. 4 giới, 4 thể loại giới mà người tại gia cư sĩ có thể thọ. Đầu tiên là phải tam quy ngũ giới này. Kế đến là có thể mỗi tháng đi về chùa thọ bát quan trai giới. Rồi nếu mình tu ngũ giới được thời gian mình khá rồi, mình có thể tăng lên, mình bước thêm bước nữa, mình thọ thập thiện giới. Thì cái điều kiện thọ thập thiện giới là ít nhất và căn bản thì mình phải ăn chay 10 ngày thọ thập thiện. Còn tại gia khi mình thọ 5 giới thì tùy mình, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày gì đó tùy. Nhưng mà thọ thập thiện thì quý thầy thường khuyến khích mình tăng lên 10 ngày chay thập thiện giới. Mà tu thập thiện giới là tu ba nghiệp, nói gọn là tu ba nghiệp: tu thân, tu miệng, tu ý. Tại vì trong 10 giới nó chia ra, thân thì có 3 giới: sát sanh, trộm cắp và dâm. Miệng có 4 giới: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Ý có 3 giới là tham, sân, si. Cộng lại là 10 giới chứ gọi là thập thiện. Mà khi mà chúng ta tu thập thiện như vậy á, thì chúng ta đoạn cái thập ác. Tại vì nếu không tu 10 cái lành thì mình tu 10 cái dở, 10 cái xấu.
Rồi khi mình thọ thập thiện thời gian rồi, vững chãi cái đường tu của mình nó khá rồi, mình phát cái tâm lớn nữa là tâm cứu tế chúng sanh, đại từ bi cứu tế chúng sanh. Cho nên thọ Bồ Tát giới, thọ tại gia Bồ Tát giới thì gồm có 6 giới trọng, 28 giới khinh. Còn cái kia có 10 giới này. 6 giới trọng tức là 6 cái giới quan trọng, 28 giới khinh là 28 giới nhẹ. Ví dụ như giới trọng là giới gì? Giết là 1, ăn trộm ăn cắp là 2, ví dụ vậy đó. Rồi gì nữa? Bán rượu, Bồ Tát không có bán rượu. Tại sao? Tại vì rượu là cái thứ mê, làm cho người ta loạn tâm cuồng trí. Mà mình Bồ Tát thì lẽ ra phải khuyến khích chúng sanh tỉnh, chứ tại sao lại đi bán cái vật dụng mà cho người ta uống là nó say. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi á, Bồ Tát là cái người luôn luôn phải hy sinh cứu khổ chúng sanh, chứ ai đi nói xấu chúng sanh, cho nên không được nói xấu người khác. Thí dụ vậy. Mà cái điều kiện thọ ít nhất, thật ra thì có vị cũng có các quý ngài cũng nói là không bắt buộc, nhưng mà theo cái quan nghĩ là nên có một cái điều lệ lệ đó là Bồ Tát tại gia ăn chay trường. Tại sao? Tại vì mình đã tu tới Bồ Tát giới rồi, mà cái đơn giản mà tự mình có thể nắm được đó là sự ăn uống của mình. Ai ép uống gì mình đâu, mà mình không ăn chay trường được thì nó uống lắm. Thấy không? Cho nên cái điều kiện mà theo Pháp Hòa thì mình nên ăn chay trường là Bồ Tát giới. Đó là những giới mà tại gia cư sĩ có thể thọ được: Tam Nguyên Ngũ Giới, Thập Thiện Giới, Bát Quan Trai Giới, Bồ Tát tại gia. Còn riêng các vị xuất gia, như mình nói hai chúng rồi, cư sĩ nam á, tiếng Phạn gọi là U Bà Tắc, tiếng Phạn gọi các vị nữ là U Bà Di. U Bà Tắc á, người Trung Hoa dịch là cận sự nam, U Bà Di á, gọi là cận sự nữ. Cận sự, cận là gì? Thân cận gần gũi. Sự đó là phụng sự, thân cận gần gũi để phụng sự Tam Bảo thì gọi là cư sĩ nam. Thân cận gần gũi phụng sự Tam Bảo là U Bà Tắc. Mà trong cái phụng sự đó là có tu à, chứ không phải chỉ biết công quả rồi đi về. Rồi bây giờ tăng lên nữa là mình đi xuất gia. Mình đi xuất gia đầu tiên nhất là mình phải thọ sa di giới. Sa di giới thì có 10 giới, 10 giới của người xuất gia, trong đó gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không đeo vàng vòng, cà rá, hột xoàn. Thứ bảy là không đờn ca sướng hát, tức là không có được hát nhạc đời. Ví dụ mình hát những cái bài nó làm cho mình rủ rượi đó, mình không biết tâm trạng mình sao mà tự nhiên cảm thấy mình thích hát cái bài Một Người Đi Với Một Người quá. Rồi thứ bảy là giới không đờn ca sướng hát. Thứ tám là gì? Không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp. Ví dụ như là trung bình cái người tu của mình là ngủ đơn. Đơn là gì? Là cái giường chiếc, cho nên thường trong chùa gọi là cái đơn chứ không kêu cái giường. Ví dụ như mình nói là bậc thầy, hôm nay thầy đến đây chúng con đã chuẩn bị xong cái đơn cho thầy rồi, chứ không nói cái giường. Trong chùa mình không dùng cái từ giường, mình dùng cái đơn. Mà cái đơn đúng nghĩa của nhà chùa là sao? Là một cái hộp vuông, ở trên này mình ngủ, ở dưới mình dỡ lên là mền, gối, áo, quần, vật dụng của mình để trong đó. Xong rồi mình có cái ổ khóa mình khóa lại. Mỗi người cái đơn, thấy không? Nghĩa là đơn có nghĩa là ngủ đủ một người mà không có lăn tới lộn luôn, thấy không? Mà nếu mà đi đâu mà ôm cái gói ôm theo là mình biết là hơi vướng rồi đó nha. Thì mình làm sa di á, tức là mình thọ 10 giới. 10 giới như nãy, thứ 9 là gì? Thứ 9 là mình không có ăn phi thời.
ăn vi thời có nghĩa là một ngày quy định bao nhiêu buổi cơm là bao nhiêu buổi, chứ còn không ăn thêm, trừ trường hợp có bệnh. Ngày xưa thời của Phật ở trong chùa không có bếp, trong chùa không có bếp, cho nên các thầy tỳ kheo thời của Phật là trong giới luật là cấm không được ăn đồ ăn cách đêm. Mà nó có nguyên do là bởi vì không có tủ lạnh, mà ăn như vậy là bụng chết. Rồi thì một là không có tủ lạnh, và thứ hai là không có cái máy ghi sóng. Biết máy ghi sóng không? Microwave. Micro là vi, wave là sóng. Thì hồi xưa không có microwave, cho nên là Phật á, phải ra lệnh. Mà nếu không thành luật, đệ tử không có nghe. Cho quý vị biết không, mình giữ luật đó là mình thương Phật. Phật thương mình, Phật không muốn mình làm cái điều đó, nhưng mà nói thường thường mình không có nghe. Phải xác định cái đó là luật, là giới, mình mới làm. Cho nên Bồ Tát á, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi là phạm luật. Tại sao? Vì cái chỗ là chỗ nạn mà tại sao biết mà vẫn đi? Như vậy mình đi rồi mình mất mạng mình, rồi mình còn mạng đó đâu mình sống, mình tú. Cho nên phải nói như vậy không có nghĩa là mình tiếc quý thân mạng, nhưng mà phải quý nó là vì muốn lấy nó để làm mình làm cái phương tiện để mình. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên Phật thương mình, Phật đặt cái điều đó thành nhớ. Cho nên rồi mình không ăn, không có ăn, không có ăn phi thời. Mà đúng nghĩa phi thời ngày xưa đó là không ăn chiều. Buổi chiều là không ăn. Cái gì mà bỏ miệng mà lấy răng mà nhai là không được. Thí dụ như bột khuấy ra, thí dụ hạt sen cũng được, hay là bột ngũ cốc thì xay ra thành bột khuấy nước uống. Còn hầm sen cho mềm bỏ miệng nhai là không được. Vì đó là thành cái chất nhai, chất ăn. Vậy là cái chất loãng uống thì gọi là nhớ. Chất loãng mà uống, uống không nhai thì gọi là không ăn chim thở. Rồi hai giới sa di của sa di đó là giới thứ 10 là gì? Không được cầm nắm vàng bạc tiền của tích trữ, trừ trường hợp cất cho chùa. Ví dụ như trong chùa cử mình làm mà thủ quỹ chi khố, mình giữ cái đó cho chùa. Mà Pháp Hòa nói rõ là cho chùa chứ không phải cho cá nhân này. Cho nên trong luật giới là chút xíu mình sẽ học tới, là mình nói vậy. Nếu mình nói là cái đồ đó là cái đó là của thập phương thường trụ, thì trong đó có mình, nhưng mà xài chung chứ không có, không có được lấy làm của mình. Đó là năm giới, 10 giới của sa di. Rồi bên nam á, thì sau khi thọ sa di rồi thì liền thọ tỳ kheo sau 5 năm, không cần phải trải qua một cái giai đoạn khác. Nhưng mà ngược lại bên nữ thì khác. Bên nữ là sau 3 năm thọ sa di, mà trước khi muốn thọ tỳ kheo á, thì phải thọ thức xoa 2 năm. Là chữ thức xoa mình nói cho đủ là thức xoa mana, người Trung Hoa dịch là học pháp nữ. Tức là người nữ đang cầu học cái pháp để làm một vị tỳ kheo ni, gồm có 6 giới. Nếu trong 2 năm đó mình lỡ phạm một trong 6 giới đó thì phải chờ để thọ lại rồi mình tiếp tục mình tu đi. Người nữ phải trải cũng là 5 năm, nhưng mà thay vì tăng là 5 năm là trực tiếp thọ liền tỳ kheo, thì bên nữ là 3 năm thôi. Rồi 2 năm kia đó thọ thức xoa, rồi 2 năm sau đó rồi mới được thọ tỳ kheo đi. Bây giờ bên nam á, thọ tỳ kheo thì 250 giới. Còn bên nữ mà thọ tỳ kheo ni á, thì là 348 giới. Chữ ni là gì? Ni là nữ. Cho nên gọi là tỳ kheo là mình biết là vị đó là tăng, là nam. Còn tỳ kheo ni là vị nữ. Thì chữ tỳ kheo mang một hình như Pháp Hòa có giảng mấy cái này. Sa di cũng có học rồi, chữ tỳ kheo cũng có rồi. Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, cất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa. Mình tỳ kheo có mấy loại nữa nha, nhưng mà ở đây tại mình không có học, tại có lớp học luật, học giới thì không có nói. Mình chỉ nói sơ lược vậy đó, đại chúng biết. Rồi
tỳ kheo và tỳ kheo ni á, sau khi thọ tỳ kheo rồi đó, thì nếu mà tu theo Phật giáo phát triển đại thừa còn thọ thêm cái Bồ Tát giới nữa để dễ hành đạo, thọ thêm 58 giới nữa, ngoài 250 giới rồi thọ thêm 58 giới. 58 giới của Bồ Tát, trong đó có 10 giới trọng, 48 giới khinh. Còn cư sĩ tại gia hồi nãy thì thọ 6 giới trọng, 28 giới khinh. Còn các vị xuất gia thì thọ 10 giới trọng, 48 giới khinh. Mai mốt đi xuất gia đi học. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng biết là mình là Phật tử, thì mình phải nắm cho rõ rằng trong Phật giáo của ta, đệ tử Phật gồm có bao nhiêu chúng. Phải không? Nói gọn thì hai chúng. Phải không? Hai chúng: xuất gia và tại gia. Còn nếu mà chúng xuất gia thì gồm năm chúng. Xuất gia thì gồm năm chúng là sa di, sa di ni, thức so ma na, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Còn nếu mà cộng chung tại gia và xuất gia chung thì thành ra bảy chúng, tức là mình gọi thêm mấy chúng nữa: cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và đó cũng là một trong những nghĩa mà Đức Phật đi bảy bước. Khi mà Đức Phật ra đời, theo lịch sử mình học á, Đức Phật đi bảy bước phải không? Bảy bước đó là tượng trưng cho bảy chúng đệ tử của Phật là người sẽ giúp cho Phật, trợ duyên cho Phật để mà đưa Phật Pháp lan xa. Hay là nói một cách khác là Đức Phật ra đời để mà thành lập bảy chúng này để mà tu học. Vậy thì trong bảy chúng này, chung bảy chúng này đều được gọi là tăng. Và quý vị hay nghe đó, Phật Pháp Tăng đó. À, thì chữ tăng á, nói cho đủ là gì? Là tăng già. Bởi vì phát âm từ cái chữ Phạn là Sangha. Sangha, Sangha hình âm lại là tăng già. Mà cái chữ già này á, nó chỉ có cái âm thôi, chứ mình nó không phải là nghĩa. Chứ mình đâu có hiểu theo chữ nghĩa là già với trẻ. Chữ già này là phát âm theo cái chữ Sangha. Ừ, bây giờ chữ Sangha này âm là tăng già, mà tăng già này nghĩa là gì? Tăng già này có nghĩa là hòa hợp chung. Một cái chúng sống với nhau có sự hòa hợp, có sự thanh tịnh. Hai cái yếu tố của tăng: thanh tịnh, hòa hợp. Thanh tịnh là sao? Thanh tịnh có nghĩa là có giữ giới. Ví dụ như bây giờ mình sống thành chúng với nhau, bây giờ chia ra người một phòng, hai người phòng, bốn người vậy đó, mình đi tới đi lui mình cứ ngó đồ người ta hoài, rồi để người ta có để hở không, mình chọn, thì như vậy là đâu có thanh tịnh, phải không? Có thể mình sống bề mặt của mình là rất là hài hòa với mọi người, nhưng mà bên cạnh đó mình làm thiếu một cái điều, một cái quality, cái chất lượng của tăng là thanh tịnh. Chứ thanh tịnh là có sự giữ giới. Chứ không phải thanh tịnh là lúc nào cũng tắm cho sạch. Giữa thanh tịnh nghĩa là chúng ta có sự huân tu. Mà nhờ có sự huân tu vậy, cho nên mình có được thanh tịnh của thân, của miệng, của ý. Và vì chúng ta có thanh tịnh thân, miệng, ý, cho nên mình mới sống hòa hợp được, đúng không? Hòa hợp này là nó nhờ cái bản, nó nhờ cái gốc mà nó có thanh tịnh. Cái người mà có thanh tịnh thì sống với chúng hài hòa, không có gây hấn. Cho nên gọi là Phật Pháp Tăng. Thì bây giờ tăng á, chữ tăng là hòa hợp. Thì tăng bây giờ đại chúng cư sĩ Phật tử là tăng tại gia, còn các thầy các cô là tăng. Cho bây giờ mình gọi là tăng ni á, là mình gọi một cái danh từ tạm để mà phân biệt là nam tu và nữ tu, chứ thật sự chữ tăng là đủ. Bởi vì bất cứ ai sống có hòa hợp, có thanh tịnh thì là tăng. Chứ không phải là tăng là chỉ là tăng, không nghĩa là để chỉ cho nam. Chữ tăng nghĩa là sự hòa hợp, sự thanh tịnh.
Ví dụ tại đây, ví dụ thôi, bây giờ có quý sư cô luôn mà người ta tắt bạch, người ta nói kính bạch chứ đại đức tăng cũng được nữa, không có buồn. Rồi nó ủa sao có ni đứng đây mà không biểu có ni. Chữ ni là mình thêm để mà phân định rằng à, trong chúng hiện tại đây có cả các vị nữ, nhưng mà thật sự chữ tăng là chung, ai sống có thanh tịnh có hợp và tăng. Và hôm nay á, quý vị đi về chùa đây nè, về chùa quý vị ở như vậy đó, ở cái hình thức là tập thể chung trong chùa, vậy chúng ta gọi là cộng trú. Cộng trú là sao? Cộng trú có nghĩa là mình chung với nhau, mình ở chung với nhau là cộng trú. Trong đó có xuất gia, có tại gia, và trong đó có tất cả ở chung một chỗ, xe chỗ với nhau, chia sẻ với nhau cái nhọc nhằn, cái cực khổ. Cho nên đó là trong luật dạy, mình không có được, trong luật giới và trong Phật Pháp nó có một cái danh từ là ngũ sang. Ngũ sang này không phải là ngũ sang trọng nha, ít sờ ngũ sang. Ngũ sang là gì? Sang tham mà năm thứ, trong đó có là trụ xứ sang, ở mà không chia sẻ với nhau, dành chỗ với nhau, để cho người này phiền, người kia hà, là bị cái sang tham mà sang chỗ ở, sang tham được. Mai mốt quý vị nào mà có dịp học cái bài Pháp Hòa đang nói đó là Văn Thủy Sáng, có cái đề tài là nước từ rửa sạch quan khiêm, thì trong đó Pháp Hòa có giải cái chữ đó. Ở đây mình không có nói, bây giờ mình nói chữ cộng trú. Và cộng trú như vậy, rồi bây giờ á, thời gian mình ở với chúng 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng, 1 tháng gì đó, thể mình tới, mình ở như vậy á, thì gọi là nhập chúng. Tức là bây giờ mình nhập, hòa nhập vô với chúng tu, gọi là nhập chúng. Ví dụ bây giờ có một vị sư cô hay một thầy nữa, thì đến đây cái nói tập thầy, hôm nay con xin thầy cho con về đây nhập chúng 2 tuần. Là mình hiểu rồi đó, tức là vị này muốn xin ở lại đây để đi theo với đại chúng thời khóa tu học trong 2 tuần, gọi là nhập chúng. Bây giờ mình muốn nhập chúng á, đâu phải tự nhiên nhập, hay là nói là tự nhiên sách vở vô chùa ở xin 2 tuần mà muốn sống sao sống, muốn làm gì làm sao, đâu có được. Giới luật đó rồi. Hôm nay mình học 5 cái điều mà người nhập chúng cần phải có. Cái đó chúng ta gọi là gì? Nhập chúng ngũ pháp. 5 cái pháp mà người muốn nhập vô trong chúng sống thì phải theo 5 cái phương pháp. Sở dĩ mình nói như vậy á, để đại chúng thấy rằng á, trong Phật giáo Đức Phật rất kỹ, mà Đức Phật dạy rất kỹ, chứ không phải là mình loạn xạ, muốn làm gì làm, muốn ăn thì sao ăn, muốn ngủ sao ngủ, muốn làm gì làm, rồi mình không học thì mình hiểu không? Không học thì không biết là không hiểu, mà không hiểu thì ai nói cái gì thì mình bị sao? Bị lung lay cái đó. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa nói một cái bài ở bên Denver, mai mốt quý vị tìm cái bài đó nghe. Nghe Pháp có 8 công đức. Mình không học Phật Pháp làm sao tăng trưởng 8 cái đó được. Mai mốt quý vị kiếm cái đó quý vị. Mình có học Phật, có nghe Pháp là mình sẽ tăng trưởng 8 điều lợi. Cho quý vị thấy cái học nó cần không? Cần. Học cần giống như mình uống nước, không có nước chịu không. Mình có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn uống. Chúng ta có thể nhịn làm mà không thể nhịn học. Và tạm thời chúng ta có thể nhịn học nhưng không thể nhịn tu. Nói gì nói rồi cũng phải tu à. Học bao nhiêu học mà không tu là. Bây giờ mình nhập chúng, tức là mình muốn hòa nhập vào trong cái chúng đó. Cho nên thường thường á, hồi xưa cái danh từ mà chúng ta gọi nhau là gì? Đạo lưu. Bây giờ chúng ta gọi đạo hữu đó.
gặp nhau mô Phật chào đạo hữu. Hữu là bạn, bạn đạo với nhau kêu đạo hữu, cùng một con đường, anh với tôi cùng một đường với nhau, anh cũng cùng một con đường hướng về Phật pháp, tôi cũng hướng về Phật pháp, cho nên tôi với anh là đạo hữu. Nhưng mà cái chữ đạo hữu đó ngày xưa còn có một từ nữa. Gấp nó hay vậy, đừng gấp. Cái từ hồi xưa gọi là đạo lưu. Đạo lưu là gì? Chữ lưu này là nó luôn luôn nó đi cùng một chiều vậy. Ví dụ bây giờ quý vị mình, quý vị hôm nay nhập lưu đó, chứng quả rồi, chứng quả nhập lưu đó là vào dòng. Bây giờ mình nhập vô đại chúng, vậy là đại chúng thức mình thức, đại chúng ngủ mình ngủ, đại chúng ăn mình ăn, chứ không có làm khác. Người ta ngủ mình thức nói chuyện, ta tụng kinh mình ngủ, ta nghe pháp mình lên ngủ, ta ngủ mình đi lục đục, mình làm chặt rơ hết trơn nè. Làm sao kêu nhập lưu được? Nhập lưu có nghĩa là mình cùng với đại chúng, cùng một cái dòng chặt chặt trôi chảy như thế. Cho nên có cái bài hát xin nguyện làm dòng sông không làm hạt nước nhỏ. Mình là một hạt nước, nhưng mình nhiều hạt nước gom lại sẽ thành một dòng sông. Và cái dòng sông như vậy nó có khả năng nó làm gì? Nó đi rất nhanh mà đi rất mạnh. Cái đó gọi là tuyền dũng. Mà tuyền dũng là một trong năm nghĩa của chữ kinh. Kinh có năm nghĩa. Cho nên quý vị thấy không? Đụng vô Phật học một cái rồi là đụng cái này nó nói kia, đụng kia nói. Kinh có năm nghĩa. Và trong cái nghĩa của năm cái nghĩa của chữ kinh đó, nó có một cái nghĩa gọi là tuyền dũng. Tuyền dũng có nghĩa là một dòng suối mạnh có khả năng đẩy tất cả những rác rưới nằm ở trong những cái ngõ ngách ra khỏi. Mình tụng kinh cũng thế, có khả năng làm cho phiền não nhỏ nhất của mình nó rụng nhất. Kinh còn có nghĩa là thằng mặt. Thằng là sợi dây. Thằng mặt có nghĩa là một sợi dây thẳng. Thường thường mấy người ta làm thợ mộc á, cái chỉ mà chỉ có bộ phấn á, ta kéo nó ra, ta căng sẵn mà ta búng cái thì cái bột đó nó rớt xuống. Rồi cầm cái miếng gỗ đi cưa, cưa không có chặt. Phải không mấy ông thợ mộc? Cưa không có chặt. Cho nên muốn nói dịp lấy kinh ra mình so, mình lấy kinh ra mình nói thì không có lắm. Bây giờ mình trở lại cái chữ nhập lưu, có nghĩa là mình nhập chúng, là bây giờ mình nhập thôi. Thì năm cái pháp đó, trong đó gồm có một thứ là chúng ta phải tu từ mẫn Phật. Điều kiện thứ nhất là phải như thế nào? Một là mình phải có tâm từ bi. Phải tuân thủ những quy tắc trong chùa. Phải giữ gìn thân tâm đoan chánh, siêng năng học đạo. Đó là cái điều thứ nhất, gọi là tu từ mẫn Phật. Chữ tu là thực hành, chữ từ là từ bi. Và mình chữ Phật này là chúng ta phải luôn luôn sống và cần mẫn siêng năng tu từ mẫn. Điều kiện sống với chúng là phải có tình thương với chúng. Sống mà không thương nhau thì làm sao sống chung được. Cho mình là Phật tử, mình phải thương nhau. Đừng nói tôi ghét cái bà, đừng chơi với bà. Mình nói vậy là mình chưa phải là đệ tử ruột của mình. Có nhiều Phật tử lên nói trời ơi, bà kia là đệ tử ruột, con đệ tử gia. Ông bà mới đùa, ông bà nói trời, làm mì không có da sao được. Cho nên đừng có lo. Đệ tử ruột thì phá lấu, đệ tử da làm mì. Đệ tử nào làm cũng được hết. Cho nên không có, đừng có phân mì thế. Đừng có phân mì, bà đó ruột, con mì, da. Da thì làm mì.
ruột thì phá lấu, cái nào cũng ăn hết. Điều kiện thứ nhất của người nhập chúng là cái tu từ bẩn vật. Mình phải thương nhau, mình phải có tình thương với nhau. Người nào tu trước là sư huynh, sư tỷ. Người nào tu sau là sư đệ, sư muội. Mình có thể gọi sư chị, mình có thể gọi sư anh. Thay vì mình gọi tiếng Hán là sư huynh thì mình gọi tiếng Việt là sư anh. Đó. Còn nếu mình gọi nếu tiếng Việt kêu sư tỷ, kêu sư chị, quý sư cô ở Việt Nam đó, thường ở trong chùa quý sư cô với nhau gọi là chị, chị hay là huynh, huynh cũng được, huynh tức là anh đó. Giống như quý thầy mà trẻ trẻ mà tu sao hoặc nhỏ tuổi hơn thường gọi pháp hòa bằng sư huynh, ví dụ vậy. Cho nên rồi thứ hai, bên cạnh cái tình thương đó là mình nói là tu từ, phải không? Tu từ là phải có tình thương. Rồi mình phải làm gì nữa? Mình phải nghiêm túc giữ những cái thanh quy của cái chùa đó. Giới luật đó là giới luật chung cho tất cả người xuất gia ai cũng giữ. Nhưng mà mỗi chùa nó có cái quy tắc riêng, mình phải giữ cái quy tắc đó. Cái đó thường trong chùa gọi là nội quy. Nội quy tức là cái quy tắc này trong nội bộ này. Chẳng hạn như quý vị tới đây tu 3 ngày có nội quy không? Phải có. Chẳng hạn như xin giữ phòng ốc sạch sẽ, ví dụ vậy đó. Xin đừng nói chuyện lớn tiếng khi mà ngủ. Trong khi nghe pháp, ăn cơm, tụng kinh, xin đừng nói chuyện. Thế là ví dụ vậy đó. Đồ đạc cá nhân xin tự giữ, mà tốt nhất đừng mang theo. Ví dụ vậy đó. Mà lỡ mang rồi phải cúng đi. Thì cái điều thứ nhất là tu từ bẩn vật, lòng từ bi thương mến nhau, và đồng thời phải giữ nguyên tắc. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa vô tu á, lúc đó trong chùa mấy thầy, mấy chú, mấy cô là tu chung là bắt đầu phải họp lại lập một cái nội quy. Chẳng hạn như là chúng ở trong chùa không được đi quá 10 giờ tối, và đi là phải xin, về là phải trình, chứ không phải ưng đi giờ nào là đẩy cửa đi. Hoặc là mình có xe riêng rồi mình muốn ưng mình xách xe đi giờ nào đi, mà mình không thông qua vị quản chúng. Thường thường nếu chúng đông là phải có một vị thầy coi sóc trong chúng, thì vị thầy đó gọi là thầy quản chúng. Còn bây giờ chùa ít quá không có quản chúng thì thầy trụ trì cũng quản luôn, thì mình phải trình cho thầy trụ trì. Bây giờ quý vị vô đây, quý vị tu nè, là danh sách của quý vị là nằm trong cái nội viện của chùa. Ví dụ bây giờ quý vị plan chương trình là ở lại đây tới chủ nhật, đùng một cái mình phát hiện ra là mình quên mang thuốc theo, phải chạy về nhà lấy thuốc uống, phải thông báo cho một vị thầy cô nào trong chùa, hoặc cái vị mà chúng mà lo danh sách đó, tôi ra ngoài chút xíu, lỡ có chuyện gì mình biết đó. Cho nên là mình phải giữ những cái gì đó. Hay là ví dụ như giờ trong chúng á, dọn chi mình ăn nấy, chứ không được đi xuống bếp nấu ăn riêng. Không phải đi dọc rồi cái chi sao không có rau. Ví dụ vậy, cái là tự động đi xuống bếp mà mở tủ lặt rau luộc ăn riêng mình và làm được. Bây giờ nếu mà ai cũng như vậy mà lỡ trong chúng chừng 10 người thôi là cái bếp lộn rồi. Trong khi lò này có 4 cái à, mà xuống ăn nấu riêng 10 người. Thì quý vị biết mình sống với chúng nó có cái lợi là mình học hỏi nhiều lắm. Còn mình ở riêng mình á, phải không? Nếu mình mà không có vận dụng mình không có dụng vận dụng cái công phu mình á, thì mình hay bị giải đãi. Và mình ít có học được, cho nên lâu lâu phải nhập chung. Giống như quý vị năm nhập chung mấy lần vậy đó. Nhập chung để chi? Để thử sức. Thử coi mình nhẫn nhục nổi không? Thử coi mình có nên bắt trước còn hai con mắt khóc người một con. Lâu lâu mắt nhắm mắt mở. Rồi mình thử coi bây giờ mình tôi có cái tật thấy nói, bây giờ vô đây thấy đứng nè. Học. Chứ không phải nói tôi vậy đó, tôi thẳng lắm. Tôi thấy là tôi nói à. Mà nói không đúng lúc là trời.
nói không đúng người là trật, nói không đúng chuyện là trật. Đợi mà người ta còn phải ứng xử thiên thời địa lợi nhân hòa uống nữa là người tu. Và phải tu từ mẫn vậy. Điều kiện của mình là vô trong chúng rồi sống phải thương yêu nhau. Thí dụ như thấy sư huynh sư đệ kia làm rớt cái áo tràng, không biết của ai, kệ lấy máng lên, thấy cũng tỉnh quen, mình nói thôi của người ta luận chi mất công mang quả, làm như Mỹ. Rồi nhiều khi mà biết chắc cái áo đó của người nào rồi mà mình ghét rồi, không thèm nói. Như vậy là chưa phải cái người có nhầm chút. Có thể sống với chúng nhưng mà không làm đủ cái chất liệu của chúng. Thì người như vậy không có khả năng nhiếp chúng. Nhiếp chúng là gì? Mai mốt lỡ mình lớn là mình tu 10 năm, 20 năm, mình vô trong chùa, ta cử mình là một cái người quản chúng, không có nhiếp được chúng. Nhiếp là gì? Thu nhiếp làm cho lại chúng ta ở dưới mình, mà người ta phục kính mình, không có nhiếp chúng được. Nó tổn cái phước rồi. Rồi mình thành cái tập đó. Cho nên mình sống với chúng là mình phải có tu từ mật tập. Phải có từ bi, tình thương. Đó. Phải có siêng năng. Siêng năng quan trọng lắm. Chia sẻ với nhau trong công việc. Chứ không có sanh nặng. Có nhiều khi Pháp Hòa nghe chúng nhỏ nhỏ 11, 12 tuổi với nhau nói chú cái ly này ai để đây vậy? Không phải của con. Rồi cái bỏ đi luôn. Mấy cái đó Pháp Hòa mà thấy mà nghe là Pháp Hòa kêu lại, không để cho cái cách đó nó ứng xử. Tại sao? Tại vì mình sống như vậy rồi mai mốt ví dụ mình không còn tu, mình ra đời mình sống cũng không được. Ai sống vậy ai thương. Cho nên ở khi mình còn là người tu, mình sống như thế này, dù lâu lâu mình vô chùa mình gặp chúng vậy nè, mình thể hiện cái tu từ mẫn vật. Rồi nếu mà đã là người xuất gia thì phải trường kỳ giữ cái tu từ mẫn vật. Điều thứ hai là khiêm hạ tự ti. Yếu tố thứ hai của người nhập chúng là phải làm sao? Phải khiêm cung, phải hòa thuận, không tuyệt đối không được kiêu mạn. Kiêu mạn nó có ba cách. Tuổi trẻ, ý mình còn trẻ còn khỏe kiêu mạn. Ý mình học giỏi kiêu mạn. Tưởng mình sống lâu hơn ông già kia, hơn bà già đó kiêu mạn. Trong luật dạy kỹ lắm. Kinh Phật dạy kỹ lắm. Ví dụ như là mạng có mấy loại đó nha. Ti liệt mạng, mạng quá mạng. Mấy loại đó. Giờ mình sống trong chúng là mình phải khiêm cung. Trên dưới phải rõ ràng. Mình phải có cái, mình phải có cái sự tôn ti trật tự. Mình là người thọ giới sao? Mình đang nói xuất gia đó. Nhưng mà cái người thọ giới trước không được ăn hiếp người thọ giới sau. Không có được nói, tôi là lớn hơn sư tỷ, sư huynh rồi bắt nạt cái vị kia ngoài. Người lớn phải có tình thương với người nhỏ. Người nhỏ phải có lòng tôn kính người lớn. Thì nó mới hài hòa. Lớn mà không thương nhỏ, tại sao nhỏ mà kính lớn? Thấy không? Cho nên người lớn mình phải thương người nhỏ, dạy dỗ. Pháp Hòa mới nhận thêm hai chú 11 tuổi. Mà cái chú mà mới vô thì đi sau cả mấy anh kia cả chục năm rồi. Mấy anh kia là vô từ hồi 7 tuổi mà bây giờ là 17, 18 hết rồi. Anh này mới 11 tuổi anh mới vô. Rồi Pháp Hòa nhắc ngoài, sư huynh phải để ý sư đệ, nhắc nhở sư đệ. Hỏi sư đệ nó có nghe lời không?
Vậy nó có nghe không? Phong Hòa viết cho anh bài kệ biểu ông lớn dạy, ông không thèm dạy. Ông tới hồi vô trả bài không thuộc, hỏi sao con không dạy, nó con dạy nó không nghe. Nó không nghe thì con làm sao, chứ không nghe rồi bỏ bé nó à. Phải để đi, trên chiều nào ăn cơm rồi là phải nhắc coi bài vở cho mấy em, coi nó học bài làm sao. Đó, rồi tới giờ ngồi thiền tụng kinh phải nhắc, tại vì thứ nhất nó mới vô giờ giấc nó chưa quen, thứ hai là nhiều khi nó làm biến. Như vậy đó. Còn phải dặn hoài, con là nhỏ, con không có được khổ. Sư huynh mà nói con trầm, con lên con nói cho thầy nghe, chứ con không được cả. Rồi sư đệ mà sư huynh mà phóng hoài dạy riêng mà nói con làm anh, con không được, anh hiếp em, phải có lòng thương em. Cho lâu lâu phóng hoài vô nằm chơi trong phòng, kéo con nhỏ tới nằm kế bên, hỏi sao có sư huynh nặng hiếp con không? Nhưng mà con có lì không? Ví dụ vậy. Cho nên tất cả mình sống với nhau, mình phải có cái khiêm cung, mình phải có cái kinh thương kính. Ở nhà, ngoài đời, mình làm cha, làm mẹ, mình cũng dạy con mình đi. Trong đạo đó, làm chị phải thương em, làm em phải kính nể chị. Cho nên trong chùa có hoài dạy mấy chú sắp chén cũng vậy. Cái dĩa to nằm lớn nhất nằm dưới, dĩa trung bình nằm trên, dĩa nhỏ nhất nằm, không được lẫn lộn, mặc dù nó đều là dĩa hết. Thấy không? Ở thể tánh bình đẳng, mình là đều là con người, đều là người tu, nhưng không thể không có tôn ti trật tự, trên dưới phải rõ ràng. Thì như vậy nó mới hài hòa được cuộc sống. Cũng giống như quý vị lái xe đi đến cái bản stop, không? Người nào ngưng trước bên phải đi trước, phải có cái sự nhường thì mới đi, mới không đụng với nhau. Tu hành không khác, mình nhập chúng mà mình không có khiêm cung, không có lễ độ. Mình là người mới vô mới tới thì mình phải biết mình là người mới, có cái nhiều cái mình chưa hiểu, mình chưa học. Có biết cũng không tự xưng. Cho nên đại chúng, ví dụ bây giờ chùa mình ha, ở đây mình học vậy, mình làm vậy, mai mốt có đi tu học ở đạo tràng khác cũng không có nên nói tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Mình tới đó mình học, mình tới đó mình im lặng và mình học cái cách của người ta làm, có thể người ta làm hay hơn, hoặc là mình ráp cái của người ta lại, mình đem về mình ráp lên cái của mình cho nó thành hay hơn. Đó là cái cách sống. Cũng giống như là quý vị biết nấu ăn, nhưng mỗi người một công thức. Mình mới nói, ủa tại sao tôi làm cái đó mà lúc nào tới chỗ đó tôi cũng không thành công. Giống như vừa rồi, quý vị là có cái chị đó làm bánh bò nướng, mà làm hoài nó không có, cái nở của nó không có nở. Thì tình cờ lên xe ngồi nói chuyện, cái bà hỏi, vậy cái trứng gà lấy ra có để nguội không? Chị nói không, con mua về con làm đi. Đó là một nguyên do nó không nở. Nó không có gà. Muốn làm bánh bò nướng có gai mà nở là trứng gà phải để nguội. Đem trong tủ lạnh ra để cho nó nguội. Không có lạnh nữa mình làm. Ví dụ, mình nói ví dụ vậy đó. Người có tâm hồn ăn uống. Cũng giống như mấy vị mà luộc cả tàu hủ kỳ đổ ra cổ mà sao để nó không ráo, tại vì thiếu muối. Khi đổ tàu hủ kỳ ra là phải trộn miếng muối vô thì tất cả tàu hủ kỳ một lát muối nước nó mới ráo đó. Không trộn muối là nó ráo, nhưng mà nó ráo còn nhẹp nhẹp nhẹp, mình làm chảy lụa nó, hay là mình làm nó không ráo. Mình cần làm nhân gì cần ráo không, phải có miếng muối. Hay là mình muốn làm mà mình muốn cắt khóm ra, mình muốn riêng xả cho nó ngon, là sau khi sắc ra rồi trộn muối cho nó bớt cái nước của nó thì một lát mình ram nó mới ngon. Mình nói ví dụ vậy. Thiệt.
Giống như hôm trước mà bày làm con rượu, cái cô của mình cũng nói trời ơi thầy ơi con cảm ơn thì quá giờ thì chỉ con rượu một con ngon rồi. Và hai là thấy không, tu từ mẫn phật. Thứ hai là gì? Khiêm cung, à khiêm hạ tự ti. Tự ti này không là tự khinh mình nha, phải không? Khiêm hạ tự ti này là mình tự mình, tự mình phải thúc liễm cái sự cao ngạo của mình. Hồi đó đó, Pháp Hòa là sa di, thì mình là sa di trẻ mà, cho nên mình tụng kinh sao hay hơn sa di già, đúng không? Thì thầy viện chủ mới dạy Pháp Hòa như này: con lên tụng kinh, dù ông cụ đó là sư huynh, ông tụng không có hay, nhưng mà ông sư huynh còn thủ cái giai thủ lệ thì con phải tụng theo. Rồi hồi đó mà tụng cao, thầy viện chủ tụng thấp, cho nên lên cái nó chọn. Mà mình hồi nhỏ là mình thể mà vô tụng kinh là mình tụng sao, tụng cho ngang xuống là thầy quở liền. Thầy nói con tụng giọng cao nhưng mà thầy bắt thấp, con phải bắt thấp theo. Hiểu ý không? Tức là thầy muốn nói cho mình hiểu rằng trong khi mình đã định cái vị nào là chủ lễ rồi thì mình lại theo vị chủ lễ. Cho nên là khiêm hạ tự ti. Hồi nhỏ có qua tụng kinh chung với ông cụ sư huynh mà, nhưng mà 88 tuổi rồi, lúc đó mình mới có 16 tuổi, mà ông cụ lên mà ông bị lãng tai, đang tụng vậy cái ông ngừng nửa chừng, cái ông đâu có nghe là đại chúng đang tiếp đâu, vậy cái ông chụp mai con ông tụng tiếp. Trời ơi, tụng thời kinh mà kêu là diệt chúng, mà thiệt sự khổ chúng chứ không có diệt chúng, nhưng mà phải chấp nhận. Cái bữa đó đi lên cái chú kia được cử lên làm chủ lễ, vừa bắt cái bài đó: đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Cái sư cô già kêu: ê mày, mày tụng bài khác cái bài nào tao không thuộc. Cho nên hồi xưa ta nói mình đi tu trẻ nó có cái lợi, mình biết làm sao tinh thần mình nó còn linh mẫn, còn già rồi nó theo cái tập khí muốn nói gì hết, và không có biết là đang ở trong khóa lễ, tao đang tụng kinh vậy cũng la: ê mày, mày tụng bài khác mày là tao thuộc. Rồi một cô từ đó già rồi cũng mờ chữ nghĩa, cũng lẩm bẩm với ông lên quỳ, an cư kiết hạ quỳ nữa: bạch thầy, hôm nay chúng tăng tự tử, con cũng xin tự tử. Hai vị chữ tự tứ, chữ tự tứ là trong đạo mình có cái danh từ tự tứ, nghĩa là tới cái ngày hôm đó mình tự mình nói ra cái là cầu thỉnh xin các vị lớn chỉ giáo cho con, cái đó gọi là tự tứ. Thấy không? Tự tứ tức là tự mình thỉnh cầu các vị chỉ lỗi cho mình trong thời gian qua, hoặc là thấy mình có lỗi, hoặc là nghi mình có lỗi, hoặc là nghe mình có lỗi, ba thứ: hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghi, cầu xin thầy vì con mà chỉ lỗi, thì gọi là tự tứ. Cổ lên chữ của lời mời của nó: hôm nay chúng tăng tự tử, con cũng xin tự tử. Ta là con về nương tựa pháp, con đường có tình thương và sự hiểu biết. Nhưng mà từ nhỏ nó yêu rồi, con đường có tình yêu và sự hiểu biết. Có một cái bữa đó bà cô thăm một bác, một cô lớn tuổi, cô lấy mờ cái cụ tử cháu của cô nói: con hả con mới tới nha con. Xong cái cô mới nói: trời, bà thầy đó thì mà cũng như cháu tao. Rồi bây giờ mình nói tới cái điều thứ ba. Gọi là thiện tri tọa xứ. Chữ thiện nghĩa là khéo, chữ tri là biết.
chữ tọa này có nghĩa là trên dưới thứ lớp. Khi mình nhập chúng thì mình phải có cái sự thiện tri tọa xứ, có nghĩa là mình phải biết cái tôn ti lớn nhỏ trật tự. Ví dụ Pháp Hòa mới nói vậy nè, ở trong chùa đó, đồ vật gì mà người ta đem vô trong chùa, cái đó gọi là gì? Là bây giờ người ta cúng cho tam bảo, mà cái đó người ta cúng cho thường trụ. Thường trụ có bốn loại, mai mốt quý vị nghe văn thị sáng quý vị biết. Ở đây mà nói tóm lại, thường trụ một là những cái gì mà ở trong hiện tiền trong chùa, ta cúng cho hiện tiền tăng. Chẳng hạn như phòng ốc, nhà cửa, đây là hiện tiền vật, hiện tiền. Bởi vì tăng mình ở đây thì ta cúng, cơ sở thì ta cúng ở đây. Nhưng mà thức ăn, quần áo là thập phương thường trụ, tăng các nơi đó được quyền hưởng. Ví dụ bây giờ ta cúng bao gạo vô chùa, mà bao gạo đó là thập phương vật đó, giờ thiện tăng hiện diện ở đây được quyền ăn bao gạo đó. Mà nếu có một vị tăng nào mà đến đây ở 2 đêm 3 đêm thì mình cũng nấu cái gạo đó cho người ta ăn luôn. Chứ không nói gạo này tốt không cất để mình ăn. Gạo chi dở nấu cho ông thầy nó ăn. Ví dụ vậy đó, cái đó làm đúng. Rồi bây giờ mình mới thấy cái vật dụng đó, mình cảm tình với ai đó, mình nấu riêng cho cái vị đó, làm đúng. Mình bình đẳng, mình bình đẳng đối với tất cả mọi người, không có cảm tình riêng mà mình giấu kín. Trừ trường hợp là thí dụ bây giờ cái huynh đệ đó bệnh, cần có miếng cháo miếng gì đó, mình lấy lại để dành cho cái huynh đệ. Còn mình là người nấu, mình ở trong chùa, mình muốn lấy cái gì là mình phải xin. Còn ví dụ như đại chúng mà ngày đó đại lễ nấu cho mọi người ăn là ai cũng được quyền. Ta hướng hết là nấu khác, cho nên người ta ăn càng đông mình càng mừng. Giờ Pháp Hòa dạy ở trong chùa, ví dụ bây giờ quý vị hay múc thức ăn để lại cho thầy, Pháp Hòa dạy nha, để mà hễ thấy thiếu thức ăn là đem hết cho mình tự dùng. Quý thầy ăn nước tương cũng được, không sao. Quan trọng là đừng bao giờ để Phật tử tới chùa mà người ta không. Vì cái đó là cái truyền thống. Ta đến làm gì? Trước là xin giáo pháp, tức là xin nghe giảng, xin kinh. Hai là xin ăn để nuôi thân, cũng giống mình chơi khất sĩ. Trên đó, xin giáo pháp của Phật, nuôi cái thân huệ mạng của mình. Kế đến là xin một chén cơm của đàn ma tinh thiếp, nuôi cái thân này để tu. Cho nên người tu của ta mỗi ngày xin hai thứ: xin giáo pháp để nuôi trí tuệ, xin cơm ăn để nuôi thân mạng. Mà lấy thân mạng để làm gì? Để tu và bồi dưỡng các huệ mạng. Khất sĩ, cái nghĩa của khất sĩ là gì? Trên cái nghĩa khất sĩ là gì? Là xin ăn thôi. Nhưng mà thật nghĩa của chữ khất sĩ là phải xin hai thứ: trên xin giáo pháp của Phật, dưới là mình xin gì? Xin miếng cơm độ nhân qua ngày. Cho người tu là ba y một bát. Bởi vì ngày xưa không có tủ lạnh, không có microwave, cho nên không có cách xin bữa nào ăn hết bữa đó, mai xin tiếp. Bây giờ trường hợp của mình nó khác. Mình có nhà bếp, mình có sự nấu ăn, mình có tủ lạnh, mình có máy hâm, thì mình được cất lại. Chứ không phải nói vậy rồi cái đồ ăn ngày hôm sau thì mình đổ hết. Chứ bây giờ nhà chùa quý vị thấy cách ăn của chùa không? Nếu mà dọn cơm mà 4 người ăn á, nếu mà dọn một mâm cơm 4 người ăn á, thì lấy cái muỗng ăn cơm mà lấy đôi đũa để gắp. Để chi? Lỡ thức ăn có dư không bị hư, lỡ mình có bệnh không truyền bệnh cho người khác. Cho nên lấy đũa gắp thức ăn xong để vô chén, lấy cái muỗng mình ăn cơm. Còn khi mình nấu ăn cho đại chúng á, mình muốn nêm nếm là phải lấy cái muỗng bút ra cái chén nhỏ nếm, chứ không nên lấy cái muỗng nếm xong cho lại trong cái nồi nó nấu.
người Việt mình ăn cơm á, thấy không? Mình ăn cơm nó mới có mấy cách ăn. Hôm qua mới nói cái bài ăn đó ở bên bên trường. Mình ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Ăn bằng mắt, ăn bằng mũi, ăn bằng tai, ăn bằng lưỡi. Ví dụ như là mình trộn một cái dĩa gỏi, đầu tiên mình quan bằng mắt không? Đó, tức là màu xanh, màu đỏ, mình trưng bày cho nó đẹp. Ăn bằng mắt cái gì? Bây giờ mình ăn bằng tai nè, để miếng gỏi vô, nhai nhai giòn tan, tai nghe. Xong mình nếm cái bằng gỏi đó, nó chua, nó ngọt, nó mặn, sao ăn bằng lưỡi. Gỏi thơm, trộn thơm, nó ăn bằng mũi, cái đó gọi là ăn toàn diện. Bây giờ ăn cộng đồng nè, là ăn cộng đồng là mình dọn ra một bữa cơm, thấy không? Mình ăn với nhau, ví dụ một chén nước tương chấm chung, hay một tô canh múc ăn chung, một có một nồi cơm, mình múc cái nồi cơm nó ra, ai ăn hết tới đó múc ăn cộng đồng, phải không? Rồi ăn gì nữa? Ăn dân chủ. Ăn dân chủ nghĩa là dọn ra một bàn, ai thích món nào thì gấp món đó ăn, không ép uổng như là phần cơm phần làm sẵn dĩa, ăn không ăn chịu trận, không ăn dân chủ là ăn bày ra bàn, rồi ai thích món gì ăn món này. Ăn khoa học là nãy Hoàng nói đó, không lấy cái muỗng đũa để vô trong miệng mình rồi để vô lại trong tô chén thức ăn chung đó, vì lỡ mình bệnh mình truyền bệnh cho người ta, lỡ mình ăn không hết thì thức ăn nó mau thiêu. Cho nên mình phải ăn khoa học, phải không? Ăn toàn diện, ăn dân chủ, ăn khoa học, ăn cộng đồng. Chưa nói ăn lịch sự. Ăn lịch sự là sao? Ăn lịch sự là thí dụ như đó, mình ăn cơm, lỡ trong cơm có sợi dây thun thì im lặng lấy ra giấy gói lại. Trời ơi, có dây thun không? Có cái đó. Rồi Pháp Hoàng mới dặn quý Phật tử nè, quý vị nào mà thường dọn cơm cho quý thầy dùng trong những bữa trai tăng, Phật tử mình phải biết cái này. Thường trong một bữa trai tăng á, bì cuốn không để nguyên cuốn, mình phải cắt nhỏ vừa một miếng ăn. Bởi vì trong cái bữa quá đường đó là quý thầy đắp y trang nghiêm ngồi ăn, thì những cái hình thái ăn thô cợt không có được. Cho nên á, ăn quá đường là không dọn bánh xèo. Bởi vì bánh xèo phải lấy tay cuốn rau rồi nó mới ngon chứ, không lẽ ngồi gấp rau rồi không đúng. Ăn bánh xèo là phải cuốn, mà cuốn là ăn chiều trong bàn trường. Cho nên người dọn quá đường phải biết món nào ăn buổi trưa và món nào ăn buổi chiều. Buổi trưa mà quý thầy đắp y mà ăn cơm á, là nếu có bì cuốn thì cắt miếng bì, cuốn bì nhỏ để cho quý thầy gắp vừa chừng miếng ăn. Rau cải á, mình muốn cho nó đẹp mình luộc nguyên cọng chứ gì, nhưng mà nhớ xong để vô dĩa sắc nhỏ để quý thầy gắp, chứ để nguyên cọng quý thầy. Cái đó gọi là ăn cái gì? Ăn lịch sự. Cho nên trong chùa ăn chuối không được cầm nguyên trái. Nếu mà ăn chuối là mình phải cắt hai trái chuối ra. Rồi khi cắt trái chuối ra rồi á, khi ăn là lấy muỗng sắn từng miếng ăn. Lỡ không có muỗng là bẻ trái chuối nữa ra thêm một đoạn nữa mới ăn, chứ không được cầm nguyên trái chuối ăn. Vì cái đó là thô, không có đúng cái oai nghi của người đó. Vậy là ăn cái gì? Ăn lịch sự. Như vậy mình ăn một bữa cơm của người Việt mình có mấy kiểu? Năm sáu kiểu, phải không? Ăn toàn diện, ăn cộng đồng, ăn dân chủ, ăn khoa học, ăn lịch sự.
Đó là thiện tri tọa xứ, tức là mình ăn coi nồi, ngồi coi nướng rồi biết tu ti vậy. Cho nên những cái món ăn mà ví dụ như là cái gì mà nó thuộc về mà phải lấy tay mà cuốn mà bóp rồi vậy đó ha, mà buổi chiều, tại vì buổi chiều có thể mình thoải mái mình ăn cho nó dễ ăn, cái kiểu ăn cơm một buổi chiều thân mật với nhau. Còn lên cái buổi quá đường thì đắp y mặc áo, cho nên cái gì cũng phải nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ cái thứ tư mình tập chúng phải làm gì? Thiện ư thuyết ư pháp ngữ. Mình ở trong chúng đó, là mình tuyệt đối không luận bàn chuyện đời, chuyện thế gian, người gia đình nhỏ như thế này, gia đình nhỏ như thế kia, người đỏ như thế này thế kia, nó không phải là cái việc của mình, nhất là người xuất gia. Người xuất gia mà sáp lại mà bàn chuyện tốt xấu của người ta thế gian mà không có cái tính cách xây dựng, chỉ nhằm mục đích là thị phi chuyện người khác làm đi. Ví dụ mình đem cái công việc đó ra, mình có bàn thảo để mình học hỏi từ những cái hình thức đó mà mình cố mình tránh thì được. Tức là mình nói không phải với cái tâm là soi mói chuyện của người, mà nói để lại chúng thấy, để mà lo, mà tự phân tránh. Hai trường hợp đó. Rồi ví dụ bây giờ mình biết cái thầy này với thầy kia có hiểu lầm với nhau, không có được tới thầy này nói cho thầy này, tới thầy kia nói cho hai bên có cái sự bất hòa. Và luôn luôn phải đem cái lời khuyên nhắc để cho đại chúng trong chùa là hòa cùng với nhau. Cái đó là thuyết tư pháp. Mình nhập chúng mà mình không nói được những điều kiện đó thì làm sao chúng nó yên được. Mà ngày nào mình cũng tụng sao cầu cho chùa của mình được sao đại chúng an hòa, thí chủ đàn ra tăng long phước thọ, những cái câu nguyện của mình. Nguyện là mình ước muốn, cầu là mình ước muốn, nguyện là mình làm. Cho nên mình phải lấy cái sự Phật pháp ra để mình nhắc nhở cái nhà. Cho đó gọi là thuyết tư pháp ngữ. Luôn luôn nói những điều Phật pháp và luôn luôn nói những điều hòa của mình. Bây giờ thuyết pháp này nó có ba cách thuyết. Thuyết bằng lời nói, thuyết bằng hành động, thuyết bằng sự suy nghĩ. Cái đó gọi là thân thuyết, khẩu thuyết, ý thuyết. Ví dụ bây giờ trong chúng á, cái người đó ít nói lắm, nhưng mà người đó có cái hành động rất dễ thương, luôn luôn thể hiện cái thân tướng hòa thuận và hòa nhập, làm nhiều hơn nói. Người đó đang thuyết pháp ở cái phương diện thân. Còn có nhiều người nói nhiều hơn làm. Cho nên quý vị nhớ không, Phật có giảng một bài kinh tên là Mây Mưa. Ở đây có ai học bài kinh Mây Mưa chưa? Có những người á, có sấm mà không có mưa. Có những người có mưa mà không sấm. Có sấm mà không có mưa là gì? Có nói mà không có làm. Phải không? Rồi có những người mà có sấm mà có mưa, có nghĩa là có nói, có làm. Cho nên Phật hay lắm, Phật đem tất cả những cái ví dụ ra Phật giảng cho mình. Và Phật thấy cái gì Phật cũng có bằng cái tuệ giác của Phật, Phật có thể ví dụ được cho mình. Có một lần Phật hỏi Ngài Anan, Phật nói xong cái bài kinh, cái Ngài Anan hỏi Bạch Thích Thế Tôn, giáo pháp của Ngài nó ngon như một cái bánh mật. Ăn tới đâu, ăn cái viền nó ngon theo cái viền, ăn trúng mật nó ngon theo cái mật. Bạch Đức Thế Tôn, bài kinh này Đức Thế Tôn gọi là tên gì? Thì Đức Phật nói thì kêu kinh bánh mật đi. Cho nên mình mới có một bài kinh là Bất Hoàng, kinh Bất Hoàng. Bây giờ hồi xưa nhà thời Phật có bánh mật hoàng, chứ nếu mà thời Phật có pizza, Bạch Đức Thế Tôn giáo pháp của Ngài ngon như cái pizza. Ăn cái viền nó giòn theo cái viền. Dạ, Bạch Đức Thế Tôn giáo pháp ngon như pizza.
Cho nên quý vị sẽ thấy Đức Phật nói kinh có nhiều bài kinh tên nghe ngộ ngộ. Chẳng hạn như có một lần Phật đi tới cái xóm người ta nuôi ngựa, rồi Phật hỏi cách nuôi ngựa làm sao, ông chủ nói cho Phật nghe xong rồi Phật lấy hết cái ví dụ của cái người nuôi ngựa, Phật nói cho quý thầy nghe tu giống như cái cách điều phục ngựa. Bạch Đức Thế Tôn kinh thầy tên là gì? Thì gọi là kinh sấm ngựa. Bây giờ trong kinh Trung Bộ có bài kinh sấm ngựa. Phật nói cái người tu mình đến cái cây gì đó, mà cái gì là cái lõi là cái đó sẽ tồn tại lâu dài. Đừng quý thầy đừng có làm vỏ cây, thấy không? Quý thầy phải là cái lõi cây, vì cái lõi cây nó mới tồn tại lâu dài. Cho nên cuối cùng nó kết thúc một câu: cái gì là cái cốt lõi, cái đó sẽ tồn tại. Thì Đức Phật cũng dạy chúng ta đừng có tu bằng cái bề ngoài quá. Mặc dù hình tướng nó cần, phải không? Nhưng mà cái nội dung quan trọng. Có một ví dụ bây giờ Phật tử mà mặc áo tràng, hình tướng gì? Tướng mặc áo tràng. Nhưng mà phải làm sao cho cái nội dung áo tràng nó phải thể hiện. Áo tràng có 5 mảnh tượng trưng cho 5 giới. Áo tràng màu lam tượng trưng cho nhu hòa, nhẹ nhàng như khói. Áo tràng là cái màu đất, mà đất non, cho người tu mình nhẫn nhục từ từ thứ để mình tu. Mình đeo xong chuỗi, mỗi một hộp chuỗi là mỗi một cái khó khăn mà mình đang vượt qua, cho nên lần chuỗi. Và cái trái bầu ở cái đầu là cái chỗ đến của mình, cho nên mỗi ngày mình từng bước mình lần lượt mình đi tới cho cái lần chuỗi. Ví dụ vậy, cho nên mình chưng trái cây, tại sao để nó lè phè mình chưng cho nó cao lên. Người tu mình là mỗi ngày phải vun bồi, phải xây đắp cho nó cao lên. Cho mình chưng trái cây chưng cao. Bốn trái thì kiếm cái dĩa nhỏ, ở dưới ba trên một. Lúc nào tùy theo số lượng trái cây mà lấy cái dĩa cho nó vừa để mà vun cái dĩa đó. Là ví dụ vậy. Cho nên mình phải hiểu cái ý. Rồi khi mình thấy được cái ý của đó rồi đó, thì mình biết rằng cái hình tướng là như vậy nè, nhưng mà cái nội dung nó là như vậy. Cho nên cái vỏ cây nó cần để nó bảo vệ cái lõi cây không? Nó không có cái vỏ sao nó thành cái cây được? Cây nó chết không? Cái vỏ nó có cái chất nuôi dưỡng cây, bảo vệ cho cây. Cũng như thế mình hình tướng này là cái áo này. Cho nên cái áo này nó bảo vệ hình tướng của mình. Không lẽ giờ mặc cái bộ đồ vặt hò ra chợ trả giá? Mặc đồ vặt hò nó có ra chợ trả giá được. Hay là người ta nói mình một cái rồi là mình sân si, mình săn tay áo lên, mình hỏi bà muốn gì, muốn ăn cho đủ không? Ví dụ mà đâu nói vậy được. Cho nên cái hình tướng đó nó như là cái vỏ cây, nó bảo vệ cái lõi cây, cái thân cây. Cho nên ví dụ bây giờ có ai mà đang cầm chuỗi niệm Phật mà ai lại chặt ghẹo mình, ôi chừng. Một lát tôi niệm xong cái chuỗi này, ví dụ không có cái hình tướng đó, nó giúp cho mình. Cho mình phải thuyết ư pháp ngữ, có nghĩa là mọi hành xử của mình ở trong chúng đều là một bài pháp. Có nhiều vị người ta đâu có nói, ta hành xử. Ngày xưa ở bên chùa Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Tự bên Tàu, có một vị thầy sống ở trong chùa mấy chục năm mà ngài không xin làm việc gì, chỉ một việc duy nhất thôi, đó là bữa củi nấu cơm nuôi chúng. Mà ai cũng coi vị thầy này đơn giản. Vậy mà cuối cùng, khi cuối cuộc đời mới biết là trời ơi, thì ra lâu nay mình sống gần Bồ Tát mà không biết. Từ đó chùa Thiếu Lâm mới tạc một cái tượng, một ông thầy cầm hồ đứng cái búa vậy nè. Chúng ta đặt cái vị Bồ Tát là giám trai sứ giả. Bây giờ mỗi lần cúng ngọ đó, nghi thức cúng ngọ có đọc là Nam Mô giám trai sứ giả Bồ Tát.
Giám trai là gì? Giám này nghĩa là gì? Là giám sát. Trai này là trai đường, trai phản cho chúng. Sứ giả là một cái người luôn luôn đi gần với bếp núc thực phẩm của đại chúng để kiểm soát. Tiếng Anh dịch là food inspection. Bồ Tát. Thật ra cái chữ giám trai sứ giả là mình tôn xưng một vị thầy sống với chúng, tu học lâu năm mà không hề tỏ lộ mình là ai, chỉ xin làm một việc nấu ăn cho chúng. Bây giờ các chùa mà theo xưa ở dưới bếp có cái bàn thờ đó, còn nếu mà chùa nào mà không có cái bàn thờ đó thì viết lên giám trai sứ giả bốn chữ thờ. Để chi? Để biết rằng mình ở trong bếp mình nấu nướng có một Bồ Tát luôn luôn giám sát, để ý mình nấu cho đại chúng, mình nấu bằng tình thương của mình, đó là tôn từ vân vân. Mình nấu cho chúng mà luôn luôn mình sanh cái tâm hoan hỷ mình nấu, mình vui vẻ mình nấu. Mà nhiều khi cái hành động nấu ăn của mình niệm Phật á, chánh niệm trong nấu, ta ăn vô thật khỏe, ta tinh tấn, ăn không bị trúng độc. Có nhiều khi ta không trúng độc, gọi là độc đời thường, nhưng mà ta độc gì? Ta trúng nhầm cái độc tham sân si. Quý vị nhớ cái thứ tư không? Thứ tư là thuyết ư. Ư. Điều thứ năm là gì? Kiến quá mặc nhiên. Chữ kiến là gì? Kiến quá, chữ quá này là gì? Chữ quá này có nghĩa là cái lỗi lầm. Khi mình ở trong chúng á, mình thấy có ai có lỗi đó, phải không? Một á, là mình nghe lời tiên nhắc. Mình không làm được điều đó thì mình phải im lặng. Chứ mặc nhiên là im lặng để cho người đó có hai trường hợp: một là bị tôn đức lớn hơn nhắc nhở, hoặc là tự người đó cảm thấy cái lỗi của mình mà tự sửa. Nhưng mà mình không nên thêm dầu thêm lửa. Cái đó là kiến quá mặc nhiên. Chứ mặc nhiên này không có nghĩa là bỏ mặc hay kệ, không phải vậy. Mặc nhiên này là im lặng trong tu hành. Bây giờ có những cái việc, có những lúc mình im lặng để cho mọi việc nó đi qua một cách im lặng, đâu phải chuyện gì cũng đem ra sự. Giống như con mình ở nhà, ví dụ như giờ hai đứa gây lộn ra mét, không lẽ mỗi lần vậy cái mình kêu đứa ra mình mỗi đứa mình đánh trận? Thôi kệ nó, không chị nó quẹt con chút rồi thôi, nó cũng qua. Ở trong chùa sẽ có những lúc cái chuyện nhỏ 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 mình phải mặc nhiên. Chỉ mặc nhiên là im lặng để cho mọi việc tự nhiên nó đi qua, mà mình đem ra mình nói nó chỉ thêm rắc rối chứ không có lợi. Cho nên không phải chuyện gì rồi đem cái gì cũng nói nó thành ra rắc rối. Mà thưa đại chúng, hồi nhỏ và sống trong chùa không hoặc có một cái tập, hồi nhỏ ba gai lắm. Ba gai là sao? Nghĩa là lúc nào cũng phải nguyên tắc. Ai mà làm trật nguyên tắc lão mà nói. Mà lần nào mỗi lần mà lên thưa mét vậy thì thầy lớn mới nói: mai mốt con ở trong vị trí của thầy thì con phải biết con làm sao. Bây giờ nhỏ quá nói mà có đâu có hiểu. Mình cũng khư khư cái cách kiểu cách nóng nảy, sân si và nguyên tắc của mình á. Đôi khi nói mình cãi biết, cãi lấy mình không hiểu được. Thì các ngài cứ im lặng. Có một cái vị thiền sư có mà quên tên, thì ngài trụ trì chùa mà tối nào ngài cũng đi một vòng kiểm soát, thì tự nhiên ngài để ý là 3-4 ngày liền á, ở cái góc tường đó có cái ghế. Ông có hình cảm thấy rằng tối có một thầy leo ra đi chơi. Thì bữa khác ông không nói gì hết, trong cái ghế. Thì cái thầy đó đi về cái thọt chân xuống vơ vơ hoài. Ông đưa cái đầu vô cho cái thầy đó đạp đi xuống. Đạp đi xuống xong rồi thầy nó: ủa sao bữa nay cái ghế này nó có lò xo?
thì phóng xuống một cái gặp thầy trụ trì hết hồn. Thầy trụ trì nói thôi khuya rồi vô ngủ đi, bữa khác nhớ mặc áo cho ấm kẻo lạnh. Nói vậy thôi. Từ đó về sau thầy trụ trì không còn thấy chiếc ghế xuất hiện ở cái góc tường nữa. Thì vị thầy này đã cảm hóa người đệ tử bằng cái gì? Bằng cái từ tu từ mẫn, bằng cái thuyết ư pháp ngữ, bằng cái gì nữa? Bằng cái khiêm hạ tự ti, bằng cái gì nữa? Kiến hóa mặt nhiên, một hành động mà ứng xử cả năm thứ. Cho nên rồi bây giờ mình phải học. Khi mà mình làm một cái vị trụ trì, một vị tri sự, một vị mẫn chúng, hay là bây giờ mình nằm trong cái ban điều hành của chùa, ví dụ có những cái mình phải học, cái nào nên nói và cái nào im. Có nhiều khi cái im lặng và cái hành động của mình chăm sóc cho đại chúng, lo tu thôi, mọi việc nó im. Cho nên có hòa nói đại chúng mình nó đi nó lại rồi cũng không ngoài cái chuyện mình phải thở, không thở chứ. Mình nói đi nói lại cũng không ngoài cái chuyện mình. Bây giờ quý vị muốn chứng hưng đạo Phật, muốn phát triển Phật, nói gì nói, nhưng mà cũng không ngoài cái chuyện là tự thân mỗi người phải nỗ lực. Mình tu với chúng là rất cần đúng không? Nhưng mà khi mình ngồi trong đại chúng đây, tự mỗi người chúng ta phải làm gì? Phải nỗ lực cần tu. Mình không tu thì làm sao chúng yên được? Cho mỗi người tu một chút. Người này tu nhẫn, người kia tu nhịn, người kia tu nhường, người kia tu và lo cho chúng, chăm sóc chúng, là mỗi người ta. Hồi xưa có một vị hòa thượng dạy nó qua bằng như thế này: các con không cần lo, không có ăn, không có mặc, chỉ còn cần con cứ tu thôi, con không lo ăn lo. Mà bây giờ Pháp Hòa thấy cái lời dạy nó rất đúng. Nó lo gì nữa, nó lo tu. Không lẽ Phật tử để mình chết đói? Không lẽ giờ mình nói trời ăn muốn chết luôn? Không, Phật tử mình tu là mọi việc đâu. Giờ ở đây mình cứ tổ chức tu, mình cứ lo mình tu rồi chư thiên hộ pháp, mà mình nói xa các vị thiền thần bảo hộ về, còn gần gũi thì các điều thiền tinh người ta cũng cần cái tu. Giờ mình có làm cái gì đi nữa cũng rốt cuộc trên tu như thở, học như uống, ăn như làm, nhịn làm cũng như nhịn ăn. Nhưng mà không thể nhịn nước cũng giống như không thể nhịn học. Nhưng mà lỡ cái nhịn uống nhịn học có làm được đi nữa thì cũng không thể nhịn thở. Chúng ta phải. Và hôm nay á, buổi tối này Pháp Hòa chia sẻ và lại chúng năm cái điều mà trong luật giới dạy cho chúng ta. Khi chúng ta là một cái người muốn hòa hợp với đại chúng, nhập chúng lo tu, thì tự mỗi người phải nỗ lực. Và Pháp Hòa thường nói như thế này: con người mình sống nó có hai cái điều, một là tổn, hai là tích. Tích là mình chứa, tổn là mình giảm. Cho nên mỗi việc gì mình sống, mình cứ luôn luôn tâm niệm là cái việc này nó làm cho mình tổn phước hay là tích phước. Một lời nói của mình có thể tổn phước, một hành động của mình có thể tổn phước, nhưng mà lời nói có thể tích phước, hành động có thể tích phước. Thì tùy theo mình muốn tổn hay muốn tích, đó là ở lên. Chứ còn Phật tổ đã chỉ cho mình cái con đường của mình. Cho nên mình sống trong chùa, nhất nhất điều của tâm là không phải luôn luôn nhắc các vị trẻ đi, không có cái gì trong chùa mà không phải của đàn gia tinh. Cho nên không được phi.
một miếng giấy, một cái muỗng, cái kim, một sợi chỉ, một sợi dây cũng đều là của đàn ta tính biến mang lên. Thì chúng ta vận dụng cái gì phải dụng cho nó đúng và phải hết lòng. Và khi chúng ta thực hiện được cái đó thì chúng ta cũng tu được cái nguyện đầu tiên của Đức Phổ Hiền là dứt giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật không có nghĩa là chỉ lễ Phật. Nếu đối với người thì phải trọng, đối với vật cũng phải trọng. Ví dụ như cái ghế kinh này, tụng xong xếp ghế kinh cắt cho ngay ngay, chứ không phải dùng muốn sao muốn rồi nó gãy đinh, nó gãy gỗ làm sao. Tọa cụ nè, xong phải phủi sạch nhất lên, phải không? Cái bình bông xong phải rửa sạch nhất lên, chứ mình để tùm lum nó mẻ rồi làm sao. Cho nên rõ ràng đối với vật cũng phải kính, tại vì cái đó là cái hàng ngày mình sử dụng mà. Đối với người thì chắp tay kính. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm thứ 39, cái phẩm đó kêu là nhập pháp giới, có kể lại cái câu chuyện là một người rất trẻ tên là Thiện Tài. Vì còn quá trẻ cho nên chúng ta là đồng tử, chúng ta thường hay gọi một danh từ là Thiện Tài đồng tử, đi qua 53 chỗ để mà cầu học. Trong số 53 người cầu học đó có một người là dân nữ, tức là một cô gái, một cô gái son phấn. Vậy mà vị Thiện Tài độc tử này chấp tài xà, thì mình sẽ thắc mắc tại sao mà phải xá một cô dân nữ. Thì cái hình ảnh xá đó để cho chúng ta biết rằng dứt giả lễ kính chư Phật. Cổ là gì không biết, nhưng mà thủy chung cổ là một con người là mình phải kính. Kính thôi nhưng mà không có tán thán, đâu có thể nào ca ngợi nó. Tôi xin giới thiệu cái chuyện nói là chuyện này chuyện kia, cho nên rõ ràng không, ai mình cũng kính, nhưng mà tùy chuyện người ta làm mà tán thán. Cho nên cái thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Anh không có làm chuyện Như Lai là tôi sao xưng tán được. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà tôi kính là bởi vì anh vẫn là một con. Rõ ràng. Cho nên mình học Phật mà mình hiểu tường tận những cái lời Phật dạy, để mình học mình thích thú, mình học mình sung sướng, mà mình học mình hết lòng, mình vui mỗi khi mình hiểu được cái giáo pháp. Tâm tư mình hoan hỷ, tu hoài không có chán. Có ai nói chọn tu chán quá là biết pháp chưa thấm. Còn pháp thấm mình rồi là càng tu càng thử. Thôi tối nay mình nói nhiều đủ rồi nha. Đại chúng chúng ta hồi hướng. Bây giờ là đấy, 9:55, quý vị có mệt không? Dạ. Tụng thầy kinh nổi không? Dạ. Rồi. Tụng nổi không? Bên này nói nổi, bên này nói chìm phải không? À, thôi lâu lâu mình phải tu rồi ha, tu cho ruột. À, để chúng hoàn hướng là chúng ta có 10 phút đi. Bây giờ là mình tranh thủ sau 9:45 trả lại chánh điện. Ha. Thì tụng thay vì mình ngồi thiền, tối nay mình cho tụng chú Đại Bi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.